quá vậy hả? Thấy không? Dạ. Ừ. Ở đây làm gì vậy? Chỗ hai đang chặt dừa ăn uống. Ừ, đã vừa nó xa trái. Cái gì lại còn hai cũng hết không? Nó từ đây cũng hết. Ở chị ạ? Có cái dừa hay gì? Thôi có không xin đâu, xin mày kỳ lắm. Xin mày kỳ lắm. Oh my god. Con chút xíu. Hả? Trời ơi. Trời ơi. Hai chặt dừa bỏ vô đó. Vậy là vô đây à. Vậy vô anh đem về. Ờ để em hai chặt. Trời ơi. Cao cứ cao con để được đâu. Rồi. Để anh xin anh dịch nha ngoại. Trời ơi, cái con nó mắc nổi không? Trời ơi, trời. Thôi con mai dịch nhỏ này được rồi. Con mai dịch nhỏ này được rồi. Ai út đi mà. Dịch trắng về rồi, nó mổ hay là trời ơi, kể. Cái nó nhiều gốc. Dạ con nhớ cũng con là con nhỏ hơn mà. Dịch nhỏ sao ăn đủ. Ăn đâu nuôi mà. Ăn đâu nuôi mà. Của con nuôi ăn rồi, giờ bắt nhỏ ở đây. Đó, ngoại. Giỏi.